Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phương kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Đến với nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài Càng học bác càng nhít nhát do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Đảng cầm quyền độc tài, độc đảng Cộng sản Việt Nam – rất ồn ào về chuyện 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh năm 1969-2019. Nhưng càng học bác, cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức có quyền càng nhích nhát Sau đây là những hậu quả nhãn tiền. Trong di chúc, ông Hồ viết đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của đảng như gìn giữ con người của mắt mình. Đảng trả lời, trong những năm gần đây, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với chỉ thị 3 CT TW của Bộ Chính trị khóa 11. Chỉ thị 05 CT TW của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các quy định điều lệ đảng vân vân cho thấy vẫn còn có một số tổ chức đảng có biểu hiệu mất đoàn kết nội bộ. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu, còn biểu hiệu quan liêu, cửa quyền chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở, không thống nhất giữa nói và làm. Trong khi đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên chưa bị đẩy lùi. Có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng. Tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ xuất hiện ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương, tập thể kinh tế, tổng công ty. Theo tập chí truyền giáo ngày 10 tháng 4 năm 2019. Hết còn tình đảng. Trong khi đó, theo nghị quyết Trung ương 4, khóa đảng 12, thì trong đảng đã có biểu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị như Thứ nhất, phai nhãn lý tưởng cách mạng, dao động, giảm sút niềm tin và mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hoài nghi thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh thứ hai xa rời tôn trị mục đích của đảng không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phụ họa theo những nhận thức lệch lạc quan điểm sai trái thứ ba nhận thức sai lệch về ý nghĩa tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị lười học tập chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh chủ trương đường lối, nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước. Thứ tư, không chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng, xa xúc ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác, né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao ngoài ra còn nói và viết không đúng với quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước nói không đi đôi với làm hứa nhiều làm ít nói một đằng làm một nẻo nói trong hội nghị khác nói ngoài hội nghị khác nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu và duy ý chí áp đặt bảo thủ chỉ làm theo ý mình không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác, tham vọng, chức quyền, vân vân. Tình hình như thế mà Tổng bí thư đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lại hồ hởi lạc quan. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Bài viết của Nguyễn Phú Trọng, 31 tháng Giêng 2019 Ngược lại, Trương Ngọc Nam, phó giáo sư tiến sĩ giám đốc học viện báo chí và tuyên truyền lại bảo rằng trước những yêu cầu nhiệm vụ mới đảng cần phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng tập trung khắc phục những mặt còn hạn chế khuyết điểm đặc biệt là cuộc đấu tranh phòng chống suy thoái biến chất quan liêu tham nhũng tình hình mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế tổng công ty. Nếu tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nghị quyết còn cảnh giác rằng, trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn. Nguy hiểm khôn lường có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Vậy khi ông hồ căn dặn đảng ta là một đảng cầm quyền mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuận đạo đức cách mạng thật sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư phải gìn giữ đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân thì đảng đã làm gì để hương linh ông được thảnh thơi tình hình mâu thuẫn mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nếu tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ lạ, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nghị quyết còn cảnh giác rằng, trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn. Nguy hiểm khôn lường có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của đảng, làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Vậy, khi ông hồ căn dặn đảng ta là một đảng cầm quyền mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuận đạo đức cách mạng thật sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư phải gìn giữ đảng ta thật trong sạch phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân thì đảng đã làm gì để hương linh ông được thảnh thơi đảng chẳng làm gì cả mà còn tham nhũng ngập đầu từ trên xuống dưới. Mọi đẳng cấp tham nhũng, lợi ích nhóm, tranh giành quyền lực, chạy chức chạy quyền, sai bằng giả không còn là điều hiếm thấy ở Việt Nam. Đảng cũng ra lệnh cho cán bộ lãnh đạo, nhất là cấp chiến liệt, phải kê khai tài sản, nhưng khai xong lại trao cho cơ quan chủ quản hay cơ sở làm việc để chỉ công khai nội bộ thay vì công bố cho dân biết thì khai cũng như không. Như vậy thì nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đã nát chưa? Hay mới mục thôi? Nếu vẫn còn khỏe và anh hùng vẫn như tuyên truyền thì Hà Cớ Chi chưa dám truy tố Trung Quốc ra trước Liên Hiệp Quốc hay Tòa hòa giải quốc tế về vụ đem tàu thăm dò dầu khí Hải Dương 8 và nhiều tàu chiến hộ tống và bãi tư chính bên trong thềm lục địa của Việt Nam cách Vũng Tàu 370 cây số từ ngày 3 tháng 7 năm 2019. Nên nhớ trong di chúc thì ông Hồ còn căn dặn rằng điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một đất Việt Nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Vậy, ông Nguyễn Phú Trọng và toàn đảng Cộng sản Việt Nam hãy đấm ngực xét mình xem đã làm được điều mà ông Hồ mong ước chưa? Nếu chưa thì hãy ngồi xuống cho dân đứng lên. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và văn tích thời sự Việt Nam do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và không quên cảm ơn nhà báo phạm trần kính thưa quý vị bản tin hoa thành đốn tối nay đến đây là chấm dứt bên phượng kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình bên phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới